Thì đây là cái clip đầu tiên ở trên mạng người ta bẻ cái dòng iPhone 15 Pro Max, và cái clip này gây nên cái tranh cãi. Đấy là cái dòng kính lưng của dòng 15 Pro Max này rất là giòn, tại vì bẻ nó vỡ, mặc dù khung vỏ thì không hề có biến dạng vật lý. Nó khác hẳn hoàn toàn với cái dòng 6 Plus ngày xưa nhá. Dòng 6 Plus ngày xưa ấy, thì cái vỏ nó rất là mềm, bẻ nó cong cả cái vỏ, nhưng đây thì không. Đây, dòng 6 Plus ngày xưa bẻ nó cong cả cái vỏ. Nhưng trên cái dòng 15 Pro Max bẻ thì hoàn toàn nó không bị cong vỏ, mà nó chỉ vỡ duy nhất mỗi kính lưng, có nghĩa là kính lưng của nó rất là giòn. Thì ở đây ai cũng lo ngại về vấn đề đấy là cái kính lưng của nó có chịu được tác động vật lý hay không. Chứ như thế này thì quá là yếu ớt. Thì ở đây cũng có người người ta test trên cái dòng 15 Pro Max, người ta cũng bẻ nhưng hoàn toàn không vỡ. Đây nhá, họ bẻ cật lực mà không vỡ nhá. Không phải chỉ có duy nhất một người bẻ, và không phải chỉ có bẻ một lần nhá, bẻ rất nhiều lần. Đó, không hề vỡ nhá. Kính lưng của nó rất là chắc chắn, không hề vỡ. Thì ở đây mình cũng không hiểu là do cái con máy 15 Pro Max của ông kia là con màu xanh bẻ nó dễ vỡ hơn, hay là cái con màu titan bẻ nó khó vỡ hơn. Mặc dù ở đây là rất nhiều người bẻ chứ không phải là một người bẻ, và người ta bẻ rất nhiều lần nhé. Các bạn phải hình dung bẻ rất nhiều lần và bẻ bằng nhiều cách nhé. Bẻ đến cái mức mà tí nữa khi các bạn nhìn ấy, cái kính lưng của nó không vỡ mà cái vỏ của nó còn bị rạn góc đằng sau, nghĩa là nó bị tác động vật lý đến cái mức là rạn cả vỏ mà kính lưng hoàn toàn không bị vỡ nhé. Đây, có nghĩa là các bạn có thể nhìn thấy này, sắn hết cả tay áo lên bẻ bẻ cật lực mà đâu có vỡ đâu, đâu có vỡ. Đây là một chiếc iPhone 15 Pro Max giống y chang như máy kia, nhưng mình nghĩ đấy là có thể đấy là cái bản titan, màu titan tự nhiên này thì kính lưng của nó tốt hơn cái màu blue. Thế nên là mình còn tìm thêm cả một cái video khác nữa, người ta bẻ trên cái dòng iPhone 15 Pro Max màu blue. Đây, bẻ đây, đến cái mức cong cả vỏ lên mà không vỡ kính lưng nhá. Thế có nghĩa là kính lưng của nó cũng bền đấy chứ, đâu phải là nó dễ vỡ đâu. Trên một cái máy kia thì người ta bẻ nó dễ vỡ, nhưng không thể đánh giá đấy là trên tất cả các cái máy đều dễ vỡ như nhau. Thì đây, trên cái máy này thì nó hoàn toàn không vỡ nha. Thì ở đây mình có tìm thêm cả một cái máy blue khác. Đây, trên một chiếc máy blue khác nha, bẻ đây cũng đâu có vỡ đâu, hoàn toàn không vỡ, rất là cứng cáp. Thì ở đây mình cũng không rõ đấy là cái kính lưng của nó như thế nào, có nghĩa là trên một cái thì chưa thể đánh giá được. Thì cố gắng để tìm thêm nhiều clip, nhiều người bẻ, chứ mình không dám đấy là mua một chiếc máy về để bẻ, tại vì nếu chẳng may nó vỡ thôi, mất vài triệu để có thể thay được cái kính lưng thì tiếc lắm, xót lắm. Thế nên là thôi, tốt nhất đấy là mình ít tiền, mình chỉ xem người nước ngoài người ta test thôi, chứ mình thì mình không có đủ sức để có thể tự test được như thế. Chứ bây giờ bảo mua một con về đập hộp xong ngồi bẻ, nhỡ chẳng may cái nó vỡ thì thôi, ốm thế nhá.